Mời cộng đoàn cùng lắng nghe lời Chúa thứ bảy ngày 6 tháng Giêng năm 2024. Bài đọc 1. Thần khí, nước và máu. Bài trích thư thứ nhất của Thánh Gioan An Tông Đồ. Anh em thân mến, ai là kẻ thắng được thế gian? Nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Chính Đức Giêsu Kitô là đấng đã đến nhờ nước và máu. Không phải chỉ trong nước mà thôi, nhưng trong nước và trong máu chính thần khí là chứng nhân và thần khí là sự thật có ba chứng nhân thần khí nước và máu cả ba cùng làm chứng một điều chúng ta vẫn nhận lời chứng của người phàm thế mà lời chứng của thiên chúa còn cao trọng hơn vì đó là lời chứng của thiên chúa lời thiên chúa đã làm chứng về con của người ai tin vào con thiên chúa người đó có lời chứng ấy nơi mình ai không tin thiên chúa thì coi thiên chúa là kẻ nói dối vì kẻ ấy không tin vào lời thiên chúa đã làm chứng về con của người lời chứng đó là thế này thiên chúa đã ban cho chúng ta sự sống đời đời và sự sống ấy ở trong con của người ai có chúa con thì có sự sống ai không có con thiên chúa thì không có sự sống tôi đã viết những điều đó cho anh em là những người tin vào danh con thiên chúa để anh em biết rằng anh em có sự sống đời đời đáp ca, Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Này Sion, hãy ca ngợi Thiên Chúa của ngươi. Thêm cửa nhà ngươi, Chúa làm cho thêm chắc. Còn cái trong thành, người giáng phúc thi ân. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Cõi biên cương, người thiết lập hòa bình. Và cho người no đầy lúa mi tinh hảo. Người tống đạt lệnh truyền xuống đất. Lời phán ra hỏa tốc chạy đi. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Chúa bày tỏ lời người cho nhà Gia Cóp. Chiếu chỉ luật điều cho Israel. Chúa không đối xử với dân nào như vậy. Không cho họ biết những điều luật của người. Jerusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa. Tung hô tin mừng. Hallelujah, Hallelujah. Các tầng trời mở ra và có tiếng Chúa cha phán dậy. Đây là con ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời người. Hallelujah, tin mừng, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh mắt Cô. Khi ấy, ông Do An rao giảng rằng, có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi, tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Tôi thì tôi đã làm phép rửa cho anh em bằng nước, còn người, người sẽ làm phép rửa cho anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy, Đức Giêsu từ Na-gia-rét miền Galilee đến và được ông Do An làm phép rửa dưới sông Do Đan vừa lên khỏi nước người liền thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán, con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Suy niệm, sau khi mừng lễ Chúa hiển linh cho các đạo sĩ dân ngoại, chúng ta mừng Đức giê -xu được hiển linh trên sông Gio Đan. Dù theo tin mừng Marco, cô, cuộc hiển linh này chỉ mình ngài biết. Nghe lời kêu gọi của Gio An từ hoang địa, bao người từ khắp nơi kéo đến thú tội và chịu phép rửa của ông phép rửa này nhằm bày tỏ lòng sám hối để được tha các tội. Trong số những người xếp hàng chờ đến lượt mình, có Đức giê -xu, một ông thợ mộc từ vùng Nazareth. Đức giê -xu có thú tội với do an và sám hối để được tha thứ không? Đức giê -xu có biết mình là đấng cao trọng mà do an loan báo không? Chúng ta cần chiêm ngắm mầu nhiệm lạ lùng này thật lâu. Hành vi công khai đầu tiên của Đức giê -xu là đứng chung với đồng bào, với tội nhân là khiêm hạ để mình bị dìm xuống nước, hầu được thanh tẩy. Nhưng vào chính giây phút ngài lên khỏi nước, bất ngờ ngài thấy trời cao mở ra, thần khí như chim bồ câu ngự xuống trên ngài. Bất ngờ ngài nghe tiếng thiên chúa nói riêng với mình, con là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về con. Đối với Đức Giêsu, đây thật là một mặt khải quan trọng. Thiên Chúa vén mở mối tương quan cha con thân thiết đồng thời ban thần khí để thần khí ở lại mãi với Đức Giêsu. Nơi dòng sông Do Đan hôm đó, có sự hiển linh của ba ngôi Thiên Chúa. Đức Giêsu là đấng vô tội vì luôn làm đẹp lòng cha, nhưng vẫn đến với Do An để xin chịu phép rửa sám hối. Đức Giêsu là đấng gần gũi với Thiên Chúa như con với cha, nhưng cũng gần gũi với anh em của mình. Những gì đã xảy ra ở sông Giordan sẽ xảy ra mãi cho Đức Giêsu mỗi lần ngài khiêm hạ dìm mình, xóa mình, hủy mình. Là mỗi lần ngài được nghe, được thấy Thiên Chúa mặc khải. Sau khi chấp nhận đi con đường thập giá, Đức giê -xu được biến hình và được cha tỏ mình trên núi. Sau khi chấp nhận dìm mình trong cái chết nhục nhằn, Đức giê -xu đã được cha phục sinh và nâng dậy. Có thể câu đầu tiên Chúa cha nói với ngài là cha hài lòng về con. Cuộc sống người Kitô tô hữu cũng là liên tục dìm mình, thánh phao lô nói khi được dìm vào nước lúc chịu phép thánh tẩy chúng ta được dìm vào trong cái chết của đức giê xu chỉ ai chấp nhận bị dìm như thế người ấy mới được sống đời sống mới đức giê xu chịu phép rửa là mầu nhiệm đầu tiên của năm sự sáng ánh sáng của thiên chúa chỉ bừng tỏa trên con người khiêm nhu cầu nguyện lạy chúa xin cất khỏi con mọi lo lắng bề ngoài xin tha thứ cho con vì đã quá bận tâm đến những điều mình nói đến ảnh hưởng của mình đến những điều người ta nói và nghĩ về con xin tha thứ cho con vì muốn nên giống kẻ khác mà quên mất chính mình vì khao khát có được những đức tính của họ mà quên phát triển bản thân xin tha thứ cho con vì đã mất nhiều thời gian cho việc phô trương hơn là cho việc xây dựng bản thân xin cho con biết cởi mở với anh em nhờ đó chúa có thể đến với con như đến với một người bạn và chúa sẽ làm cho con trở nên người mà chúa mong muốn trong tình yêu của ngài vì con là con của chúa và là anh em của mọi người amen con xin chân thành cảm ơn sự lắng nghe của cộng đoàn xin chúa chúc lành cho tất cả chúng ta amen